Tuyệt Mật Giả là bộ phim truyền hình thuộc đề tài quân đội, mưu kích vô cùng hấp dẫn và thú vị của chị Sảng và Đồng Đại Vi. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện kháng chiến cứu nước của hai nhân vật Kim Hạo Đông và Tô Giá Mạn vào cuối năm 1938. Trong phim, Đồng Đại Vi vào vai Kim Hạo Đông làm việc tại văn phòng điều tra Cáp Nhĩ Tân của cơ quan tình báo quân đội, được tiến cử điều tra. Trong quá trình điều tra, Kim Hạo Đông gặp Tô Giá Mạn do Trịnh Sảng thủ vai, hai người dần phát sinh tình cảm. Nhưng sau đó, Kim Hạo Đông phát hiện Tô Giá Mạn chỉ là cái tên giả, thân phận thật sự của cô là đặc phái tên Diệp An. Hai người cùng nhau sát cánh chiến đấu, trải qua nhiều gian khổ hiểm nguy trong chiến tranh. Điều tra càng sâu, dưới sự giúp đỡ của Kim Hạo Đông, dần dần cả hai đã giải mã được kế hoạch tịch nhan, biết được âm mưu thâm độc của quân Nhật. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của cố anh trách, âm mưu của quân Nhật sắp thành công. Kim Hạo Đông và đồng đội đã không ngừng nỗ lực ngăn chặn kế hoạch của quân địch, trải qua nhiều khó khăn và thăng trầm, cả Kim Hạo Đông và Diệp Anh đều dần trưởng thành, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của đất nước. Bộ phim này cũng giống như cái tên của nó vậy, từ lúc khai máy đến khi tuyên truyền đều vô cùng khiêm tốn thông tin cũng như trạng thái luôn bảo mật. Ngoại trừ thỉnh thoảng đăng tải một vài tấm hình nhân vật thì mọi thứ đều không có công bố thông tin nào ra bên ngoài. Mới đây, đoàn làm phim đã chính thức tung lên một đoạn trailer dài 3 phút. Ngay lập tức, cư dân mạng đã xôn xao và dành không ít lời khen tặng cho tạo hình vô cùng xinh đẹp của Trịnh Sảng trong bộ cảnh phục chất nữ. Nếu như trong Thanh Xuân Đấu, Trịnh Sảng để mặt mộc, quần áo cũng đơn giản theo phong cách sinh viên, thì hình tượng trong Tuyệt Mật Giả lại hoàn toàn trái ngược. Cô cũng không còn mang dáng vẻ ngọt ngào, đàm thắm như Tiêu Hàm trong Vẫn Cứ Thích Em, mà lại biến đổi hình tượng hoàn toàn, trở nên lạnh lùng, sắc bén, khí chất ngoan cường và mạnh mẽ. Đây là dự án phim đầu tiên mà Trịnh Sảng hợp tác cùng nam diễn viên Đồng Đại Vi. Rất nhiều khán giả và fan hâm mộ đã bày tỏ sự mong đợi ngày phim lên sóng. Dự kiến, phim sẽ lên sóng trong năm 2021, hy vọng sẽ được khán giả yêu mến và ủng hộ. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.